này coi như là vội ngửa đi những cái nóng bức của khí trời. Việt Nam, ok. Đó. Chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe nè. Chúc mừng năm mới, dạ. Chúc Tết vui vẻ. Mọi người cũng đã ước khá là nhiều, nhưng mà cũng vui. Thôi thì chơi hết hôm nay rồi, ngày mai mình chơi tiếp. Dạ Bùi Hồ xin chào tất cả các cô bác anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một ngôi chùa khá là lớn ngay tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc. Thời điểm này là hơn 5 giờ chiều và không khí ở đây náo nhiệt như và không khí ở đây cực kỳ náo nhiệt vì ngày hôm nay là ngày cuối năm của Tết Bun Pi Mai ở Lào. Và để hiểu cái không khí náo nhiệt đó như thế nào, Bùi Hồ mời cô bác anh chị tiến vào bên trong để xem một trong những cái nghi thức khá là trong những cái nghi thức lâu đời tại đất nước Lào, đó là nghi thức tắm Phật vào buổi chiều ngày hôm nay. Cô bác anh chị phía trước này, cô bác anh chị có thể thấy rất là dòng người từ màu da sắc tộc và cả những châu lục khác nhau, họ đến đây tham gia một cái nghi thức gọi là tắm Phật và té nước quê dương ương. Bạn này được đến từ nước Pháp và bạn hòa theo dòng nhạc của Lào để mà cùng thưởng thức bia nha mọi người. Holiday Tết Bun Pi Mai. Và bây giờ mời cô bác anh chị tiếp tục cùng theo Bùi Hồ tiến vào bên trong chùa nha. Nghi thức tắm Phật là một cái nghi thức mà không thể thiếu ngay tại Lào vào ngày 14. Người dân Lào họ cực kỳ thân thiện với dân số hơn 7 triệu dân và chủ yếu cuộc sống của người dân gắn liền với lại nông nghiệp và lâm nghiệp. Vậy bây giờ mời cô bác quý anh chị vô đây ha. Trong khuôn viên chùa này ước tính thì khoảng gần 1.000 Phật tử đến cúng chùa, cũng như là cầu mong sự may mắn, tắm Phật và nhờ các vị sư làm phép ban phước lành để cho một năm mới làm ăn thuận lợi, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Sau nghi thức tắm Phật này á thì mọi người sẽ tham gia một cái nghi thức gọi là lễ hội hốt nặng hay còn gọi là nghi thức té nước ngay tại thành phố Bắc Xế này, rất là vui. Và nghi thức tắm Phật này được diễn ra từ lúc 3 giờ chiều cho đến là 5 giờ đến 8 giờ tối. Và để hòa với vào dòng người á, thì Bùi Hồ có chọn một cái trang phục khá là nổi đối với người dân Lào á, những cái trang phục càng gần gỡ vào ngày Tết thì điều đó sẽ mang lại càng nhiều điều may mắn cho mình. Và bên đây mọi người đang tắm Phật đây. Với dân số hơn 7 triệu dân và hơn 90% người dân Lào họ theo tôn giáo đó là Phật giáo, và các Phật giáo ở đây theo tu theo trường phái Nam Tông là chính mọi người. Rất là đông luôn mọi người. Người dân Lào á họ khá là thân thiện. Khi mà mình chào họ thì họ sẽ chào mình một cách rất là gần gũi luôn. I'm Việt Nam. Có một cái điều khá là vui hay đó là khi mà nước được tắm mọi người
được ở trên cái bàn hay là trên tượng Phật, thì họ sẽ lấy nước này để mà thoa vào đầu của mình như thế này mọi người. Đây sẽ thoa nước này và sẽ ấm ấm lên đầu mình như thế này. Nước này có một cái mùi khá là thơm, ở đây nó vừa thơm và ấm lên đầu như thế này. Là một du khách nhưng mình cũng muốn hòa mình vào đây để mà thử thức một cái Tết Buôn Ma Thuột tại Lào. Việt Nam Việt Nam cả hết bên bờ Buôn Ma chào đi bờ nè. Buôn Ma Thuột vui quá. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Xin bay đi Lào. Xin bay đi Việt Nam. Xin bay đi. Xin bay đi Việt Nam. Xin bay đi Việt Nam. Đây, khi mà những cái tượng Phật mà có nước như thế này, mình sẽ thoa lên đầu mình như thế này. Và đó là một trong những cái cách tín ngưỡng của người dân Lào vào những ngày Tết Buôn Ma Thuột cũng như là lễ hội té nước ở Lào. Ngày Tết mà mình không được dội nước nhiều thì coi như là ngày đó chưa may mắn nha mọi người. Đây, một cái tượng Phật. Hoa của Lào rất là Việt Nam. Ok, chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe nè. Chúc mừng năm mới và chúc Tết vui vẻ. Lào Việt Nam anh em đấy. Lào Việt Nam là anh em. Anh em tốt. Đây là ba tượng Phật coi như là rất cổ kính ngay tại ngôi chùa này. Và mọi người có thể thấy là tất cả các Phật tử họ đang từng bước nối đuôi gồng gắn với nhau để mà được hòa mình vào cái không khí tốt đẹp ngay tại thời điểm này. Xin bay đi. Bay đi. Những cái nóng giữa tháng 4 cực kỳ oi bức ngay tại đất nước Lào với thời tiết nhiệt độ ngoài trời là hơn 35 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ không khí 45 độ C nó không nóng bằng cái nhiệt độ vào thời điểm bây giờ với những cái dòng người tấp nập như thế này. Nhưng ở đây vào những ngày này, những ngày Tết như thế này, được hòa mình vào với người dân Lào, được tham gia lễ hội Tết Phật là một điều gì đó rất là hạnh phúc và may mắn cho Mùi Hồ khi đặt chân đến đất nước triệu vôi như thế này. Đây là những cái trang của những cái cô thiếu nữ người Lào, họ mang một cái trang phục quấn một cái xà rông và một cái vải ở trên mọi người. Không biết là ở Lào có thích cái tục niềng găng hay không, nhưng mà tất cả các cô gái ở Lào á mọi người, đa số là đều niềng găng đó mọi người. Và cái trang phục của họ cũng một là mặc khá là đặc sắc, còn hai là sẽ mặc những cái trang phục truyền thống của Lào. Đây là ngôi chùa có tên là Quất Say Quất Salon, nhưng Quất có nghĩa là chùa nha mọi người. Cô chú này đang mặc những bộ trang phục cùng nhau nhìn rất là đẹp luôn nha mọi người. Mình được cô đầy mẩy nước lên người, đó là một điều rất may mắn mọi người. Khi đến tham dự Tết Lào á thì được mọi người cùng mẩy nước lên như thế này là một điều gì đó nó rất là thiêng liêng trong những ngày Tết như thế này.
Cặp trai lai lai. Cặp trai lai lai. Bây giờ mình nãy thì cũng đã ướt mọi người. Cũng đã ướt khá là nhiều. Nhưng mà cũng vui. Thôi thì chơi hết hôm nay rồi ngày mai mình chơi tiếp. Xin cảm ơn mọi người. Và bây giờ mời mọi người cùng qua đây nha. Và tiếp tục đây là một tượng Phật, hình như là một vị thần hay tượng Phật gì mọi người không rõ, có tên là Sì Pha Lý. Thì mọi người đang tắm cho tượng Phật này, ướt cả như là trời mưa đang ở ngoài trời luôn đó mọi người. Về kiếm mà mô hóa mô bố mô thả nà à, xin phân kỳ xa thủ vầy vùn vùn hồng phô vùn xa này thủ thầy đá à, để cả phải xa cà đa vô xa đứa à, vùn vùn hồng phô vùn xa này thủ thầy đá. Thật là có duyên sư bà phô mô sẵn kè ra sử vi ma tọc xong tăng mát ơ mực phong vùn vùn hồng phô và tịch chủng nguyên xảy đứa à, xa thủ cầm vùn chả đứa. Xin bay đi. Xin chào. Đây là một loại hoa có tên là hoa chăm ba. Một hoa rất là đặc trưng ngay tại Lào mọi người. Tiên có sự bỏ tài sử dụng ngày mà hát xe mi tập con tao dưỡng sử dụng hoa ma hải. Những ngày Tết như thế này diễn ra trùng thời gian ở Lào, Campuchia và Thái Lan. Nhưng cái tên gọi khác nhau. Thì Bùi Hồ nhớ là ở là Campuchia có tên là John Trần Âm Thờ May, ở Lào thì có tên là Bun Mi May, và ở Myanmar nữa. Tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên mà Bùi Hồ tham gia một cái lễ tấm tật cực kỳ lớn như thế này. Ngày hôm nay những giọt nước này coi như là vội rửa đi những cái nóng bức của khí trời, và đồng thời mang lại những cái lọc rất là may mắn cho mọi người. Cũng mong là khi mọi người xem được những cái nước phim như thế này á thì sẽ làm một trong những cái lọc gì đó rất là hay nha mọi người. Không những là vẫy lên tượng Phật mà các Phật tử cũng có thể là đổ nước thơm đó lên tượng Phật. Tỉnh mà Bùi Hồ đang dự lễ té nước đó là tỉnh Chăm Pa Sắc thuộc thành phố Bắc Xế. Nơi đây được coi là thủ phủ của người Việt. Thì ở đây và tỉnh một cái tỉnh phía nam của Hạ Lào nữa đó là tỉnh Atta Bư. Người Việt sinh sống và làm ăn ngay tại hai tỉnh này.
này khá là nhiều. Và đặc biệt là cô bác quý chị có thể thấy là người Lào họ vẫn rất là thân thiện, từ nhỏ cho đến lớn họ cực kỳ thân thiện với mọi người luôn. Xin bay đi. Cảm ơn ạ. Việt Nam cảm ơn. Cảm ơn. Việt Nam xin chào. Sức khỏe, sức khỏe. Chúc sức khỏe. Vẫn còn những cái hàng dài rất dài đang xếp hàng làm sao. Cần thì đã đi cần khi sáng một nó ở cơ cần khi sáng mà khen khen khi tặng hoa thân na rồi đi trả quân cư sống sống mảy sống mảnh phạt thân na phạt thân na ở phù vào và có hãy trở đây phù vào lấy bảo nhỏ 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 và dòng người thì hiện nay vẫn đang đổ về ngôi chùa rất là đông để tham gia một cái nghi thức tâm thần. Vì thời điểm này đó thì không khí cũng khá là mát nhiều rồi là mọi người, mặc dù là tại lễ nghi thức tấm Phật diễn ra ở chùa bắt đầu từ lúc 3 giờ chiều. Một đôi vợ chồng trẻ rất là xinh, như mọi người có thể thấy là ở đây họ mặc những cái trang phục truyền thống, mặc những cái trang phục giống nhau. Và như vậy là nghi thức tấm Phật đã diễn ra tại chùa cũng gần như là đã thưa dần. Và bây giờ mọi người đang trở về những cái tuyến đường phố để tham gia một cái lễ hội gọi là có tên tiếng Lào gọi là Hốt Nạm, có nghĩa là lễ hội té nước. Mời cô bác quý chị cùng ra đường để xem video clip tiếp theo của người Hồ ha.